Xin chào tất cả các bạn, mình là Lan, mình đến từ công ty VPT Global, công ty chuyên về đồ chơi quay cũi, cầu trượt xích đu của trẻ em. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một mẫu quay cũi được nhập khẩu 100%, có mã sản phẩm là BR9502. Bộ BR9502 này có rất nhiều kích thước khác nhau, nhưng mà cái bộ mình vừa lắp xong ấy thì có mã có kích thước là 1,5 m nhân với 1,5 m. Trên nó nắng quá, trên gấu nó nắng quá, phải đôi bên đây, gấu nó lại hướng bên kia. Bộ này là bộ đa sắc màu, được phối nhiều màu khác nhau, có màu hồng, màu xanh ngọc, màu xanh lam và có 14 cạnh. 14 cạnh này thì có hai cạnh lớn. Hai cạnh lớn thì là em thì hay ở tầng trên. Cạnh 80 phân này được tích hợp một số cái đồ chơi. Và một cạnh này nữa, 80 phân này là cửa ra vào. Mấy hôm nữa bà nắng là bà cứ cho xuống đây chơi, ăn uống ở nhà người anh em phải không ạ? Bộ BR9501 này, 9502 này thì có các cái miếng hút chân không ở phần dưới của các cái cạnh, hút xuống đất rất là chắc chắn. Chị vào chơi với em nha. Cho mình cho nó xuống đây phải mua đấy. Trên nhà nó có giường rồi. Thời điểm hiện tại thì mỗi một bộ BR9502 này thì được tặng một chiếc thảm và 50 quả bóng sắc màu. Các bạn có thể mua thêm bóng hay là mua thêm các cái trò chơi khác để cho bé chơi trong cái bộ cũi này. Chị về tắm đi. Cái bộ cũi này đang sử dụng được nhiều mục đích khác nhau. Các bạn có thể là làm một cái góc cho các bé chơi, thu gọn hết các đồ chơi vào trong cũi, hoặc là có thể là chỗ để cho bé ngủ nghỉ. Bộ này là có diện tích một chiều là 1,5 m và chiều kia cũng là 1,5 m. Còn có cả những kích thước khác rộng hơn là 16 cạnh và 18 cạnh. Không, ý cháu là thuê một cái phòng này để chú ấy ở luôn. Bộ trên kia chỉ có một buồng ngủ. À rồi. Vì là nhà